mà nó ít ít chỗ chờ nó lái mát rồi phải chờ thì cũng núi hả ha. Thì bây giờ là đi dọc đường á, là mình sẽ có những chỗ đường lên núi nè. Đây gọi là núi không? Chắc là Kato đi tìm gái rồi mấy bạn ơi. Đây mình đang dẫn Kato lên tới chỗ gái ngồi đây. Có trai nữa. Nên mà cười luôn. Không nghe đâu, từ từ nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem nè. Suối này các bạn. Đó, bạn thấy không? Đây là cái con đường nha, mình đi lên nè. Đó, có mấy em hót cưa đang đứng nha. Hồi bữa là thấy mấy đứa người xuống đây chơi nè. Xuống cái suối vô tắm luôn. Để chắc mấy cái suối đó chứ đâu. Đó thì bây giờ lên đây thì thấy chỗ rồi, bây giờ mình sẽ đi đi bộ dạt lên đó luôn nha. Nhìn phải xuống, quanh xuống. Tự không nó đó gặp gần á. Đi qua bên đây này, đi mé này này. Hey, có khi người ta nhìn người ta tưởng mình học bên du lịch. Người ta tưởng mình đi làm video du lịch nữa. Ôi con quả. Mới làm cái quả kia sợ quá. Nhưng mà bởi vì này là nguyên một cái rừng này nên là phải có quả sống thôi. Sáng nay mình không dậy sớm, mình không chạy bộ cho nên là bây giờ mình được đi bộ miễn phí. Ừ đúng á. Chỗ kia đã đỏ cái kìa. Rồi bây giờ mình chụp hình cho con mèo nha. Chụp con mèo trước mới chịu rồi. Bấm con nào chụp. Bấm một tư thế. Bị sao vậy? Quý cầu, hoa chất giỏ. Đây, đây là hoa thứ quý nè các bạn. Ở quê mình có nha, Sài Gòn không bao giờ có những cái này đâu. Đây là những cây bông chất giỏ này. Nhân niệm đến phút mắt, như nè. Từ từ. Đây là cây bông chất giỏ nè, mình đụng vô là cái bông nó sẽ queo lại, khép lại. Nó dài gọi là mắt trinh rồi. Đây là mắt trinh rồi nè. Qua ở đâu? Cái này. Yeah, chứ gai. Đi, tiếp tục hành trình nào. Nghe trước đi. Một cái cải hồng mà. Gì có bí nữa hả? Nè mấy cái bí này gì nấu ăn ngon lắm nè. Nè. Là bí gì ta? Bí đỏ. Đa cũng chụp cho ra, à chụp bí. Rồi mèo đi thấy cái nào cũng đồ chụp á.
Đó, phía trước là mình đã thấy suối rồi nè. Xa kìa, đừng đi xung quanh. Đi trước đi. Sao thấy người ta tám ta? Vô mấy suối nè. Dễ mà sâu mới. Chỗ này là cái hũng thôi đúng không? Nhưng mà sâu gì sao? Đây mà chỗ này là cái hũng thôi mà. Thì nó đâu có trôi đâu được đâu. Nếu mà có trượt thì ngồi thì cũng ngồi đâu đó chứ đâu được cái đâu. Cái gì đâu sợ đâu. Kia đây là cái nhà vệ sinh. Cái gì? Tám gì? Năm chữ sọn ở đây. Lên cái dốc mà mày. Đuối luôn á. Quay mới đẹp chứ. Để mình tưởng bật quá. Ôi xa ghê các bạn. Nãy giờ đi cũng phải 20 phút rồi. Đuối à. Gần đó chưa? Hôm nay lành miết cái này. Không khi nào mình đi hoài, không có chứng dừng lắm. Kỳ vậy? Xe xe chung. Đó kìa kìa. Cuối cùng là mình đã tới đích rồi nha. Cũng he cay không? He cay á? Chứ không biết đâu. Đi cũng gần đuối á. Để rồi đó. Không biết trời. Lên dưới đã. Xuống dốc nữa thôi. Xuống dốc nữa thì cũng hơi mệt. Nhìn như có cà phê để nữa quán phòng á. Cuối cùng là tới đích. Tôi đây bỏ mình luôn quá. Wow, ở đây nhiều hoa lắm mấy bạn ơi, có ngôi nhà hoa mà mình thích kìa. Cái chân mẹ nó rớt luôn nè. Mẹ nó đứng nghỉ chút đã. Đó, vào trang là xe.